bạn tiếp tục quay trở lại với Truck Simulator Ultimate 2021 và mới ra mắt ngày 5 tháng 9 của Jiuka. Rồi trong video này thì nhập vàng đã. Cái vàng trong cái tựa này thì khá là quan trọng luôn. Có vàng mà không làm gì được à? Và cái vàng ở trong cái tựa này khá quan trọng nhá. Kể cả các bạn có nhiều tiền, nhiều cát nhưng mà chúng ta không có vàng, chúng ta không mở cấp, chúng ta cũng không mua xe được. Nên vàng khá là quan trọng. Tiền thì dễ kiếm nhưng vàng thì nó kiếm khó hơn. Rồi trong video này thì mình sẽ có một cái chia sẻ, đó là liên quan đến việc phần chơi. Rất nhiều anh em mà không biết mở gương như nào. Lần trước mình có tìm hiểu lại thì một số anh em không mở gương được do chúng ta liên quan đến cái setting này. Ở cái phần cài đặt này thì các bạn phải cài cho mình ở cái phần này, cái nút hoa thị ở bên góc màn hình ở dưới bên tay phải này. Đấy. Thì vào phần setting ấy, chúng ta nhớ chỉnh cái phần quality này, cái phần này này. Các bạn nếu mà để medium này, ví dụ mình thử medium nhá. Và mình lái thử một job cho mọi người xem này. Mình lái thử luôn. Thôi, lái thử thì lên cung này. Đây. Thì chúng ta sẽ không mở được gương. Đó. Trả lời cho anh em, xong rồi anh em hỏi là không mở gương. Đây. Ví dụ mình để đồ thị làm medium ở đây này. Là anh em sẽ không mở được gương này đâu. Đó. Nhưng cái máy mình thì nó cấu hình nó cao mở được gương. Đấy nhá. Để setting này. Cài đặt rồi nhé. Đấy. Đối với cái phần cài đặt là để đồ họa cao lên này, setting này. Đấy. À để lâu sao nhỉ? Một số máy để lâu, mình thử để chế độ lâu xem nào. Một số anh em không có gương. Để thử luôn nhá. Đây này. Một số anh em là sẽ không có gương ở phần này. Đây, một số anh em là chơi chúng ta sẽ không có gương. Đây, cả game gương trái không phải này. Thì là do cái phần setting đồ họa của anh em đang để ở mức lâu. Một là anh em thử. Đây, chúng ta thử lên đẩy cái phần đồ họa lên mức cao. Ấn vào cái đặt góc dưới màn hình này. Đó, cái là hoa thị này, cạnh với cái cúp ấy. Rồi, ở phần này các bạn để lên medium này. Medium là có gương rồi nhá. Đó, đây mình vào thử một job các bạn xem này. Medium là có gương rồi. Cái việc này thì liên quan đến cấu hình máy của anh em. Một số anh em thì máy chắc là cùi mía quá. Thì chúng ta chỉnh lại nhá. Nhưng mà cái mình thấy cái đồ họa của cái chắc Ultimate này của nó thì không nói là hút phần cứng lắm. Tại vì những cái máy từ mình chơi từ 14 mình đã chơi rồi mà vẫn có gương. Đó. Có thể là do setting của game nó thế. Rồi. Của mình thì mình vẫn để ở chế độ Ultra chơi cho nó sướng. Đây, để quản lý để Ultra này. Đây để Ultra cho mọi người xem là đồ họa nó có hơn không nhá. Rồi. Để Ultra thì đồ họa chắc là nó sẽ nét hơn đấy. Đây Ultra này. Không có gương thực ra thì đây, gương nét lắm. Để Ultra thì mọi thứ nó mịn bóng biết các thứ bóng đổ nó rất là nét luôn. Đấy. Gương thực ra thì cái bản này thì nó lại không có cái gương như bản xe buýt. Xe buýt là chúng ta sẽ có một cái phần ấn nút là chúng ta sẽ mở cái gương ở ngay ở trước cái màn hình luôn. Còn bản này thì các bạn phải vuốt nhá. Thực ra thì khi lái mình chả cần nhìn gương lắm đâu. Đó. Rồi, đó là chút chia sẻ của mình về phần gương cho anh em cách mở gương. Ngoài ra ở cái phần mở gương này chúng ta còn có một cái phần chỉnh nữa. Cái phần này chắc là ít anh em mình, đó là chỉnh gương nhá. Mình lúc đầu mình có một bạn hỏi là chỉnh gương ở đâu, mình tưởng phần này. Hóa ra không phải. Đây, các bạn vào phần này này. Đây, cái phần này thì chúng ta chỉnh giống kiểu chúng ta lái xe bình thường ấy. Có cụm gương lên cụm xuống này. Đây, ví dụ nhìn bánh này. Thông thường tay mới anh em hay cắn theo bánh đúng không? Đấy, chỉnh lên, chỉnh xuống này. Đấy, nó cũng khá là thật luôn này. Chỉnh xa gần này. Đấy, quan trọng nhìn thấy cái bánh này. Nhưng mà chỉ chỉnh được gương to thôi. Cái gương nhỏ dưới này không chỉnh được nhá. Chỉ chỉnh được gương to thôi. Và chỉnh bên trái này. Như vậy này, mình sẽ nhìn góc xa hơn này. Và anh em muốn co lại nhìn bánh này, mình bóp sang ngang này. Sẽ nhìn thấy bánh nhiều hơn. Đó.
góc nó hẹp lên đấy, chỉnh xa gần này lên xuống đấy. Đấy, nó đang nhìn xuống dưới bánh ấy. Đó. Thường là mình sẽ chỉnh góc cao nhìn xa dễ hơn, mở rộng ra. Cái này để lúc mà lùi thì cần căn thôi. Rồi, ở cái phần này thì có cái phần ấn vào nút Control Console này, chúng ta sẽ mất cái mask nhá. Nhìn nó sẽ gọn hơn. Đây, các bạn ấn vào mũi tên nó hiện ra này. Ấn vào Close Control nó sẽ mất cái mask. Thì các bạn chẳng muốn nhìn mask thì chúng ta phải làm gì? Bấm vào màn hình, bấm thẳng vào cái mask này. Bấm, ở cái xe này không có được mask gì à? Mình bỏ cái kia đi thì mình có thể nhìn trái nhìn phải được rồi. Đó. Nhìn lên nhìn xuống đây. Còn nếu để cái này thì không nhìn xuống được nhá. Nếu mà để cái định vị ở giữa này thì các bạn không nhìn xuống được. Các bạn bắt buộc các bạn cái này chúng ta chỉ nhìn sang ngang sang phải thôi. Còn close này đi, chúng ta nhìn được dưới luôn này, nhìn xuống dưới chân được này. Đó. Cái điều chỉnh ghế thì thôi, mình không hướng dẫn mọi người nữa, quan trọng là cái phần gương này. Và các bạn muốn nhìn gương rõ hơn thì đây, có một cách nhìn gương rõ hơn, nói chung là đóng kính. Đây, mở kính ra này. Con này mưa thì nó cũng chẳng bắn vào mặt mình đâu. Đã nhìn rõ hơn, các bạn hạ kính này. Bên này thế này, hạ kính này. Có hai nút hạ kính ở hai bên này. Đấy. Công nhận bản này nó nâng cấp trải nghiệm nhiều dùng nhiều hơn. Đấy. Rồi, còn căn thì tùy mỗi người nhá. Hoặc là anh em mới chơi có thể chơi góc này này, cái cam này cho nó dễ chơi này. Đấy, lùi thì lấy cái cam này cho dễ đánh ấy. Đó. Hoặc là cái cam này, mọi thứ là chơi người mới hay cần căn này. Mình toàn dùng luôn cái cam này. Đó. Quen cho giống cảm giác lái như thật luôn. Đấy. Rồi. Bây giờ thì mình quay lại phần chính xem nào. Phần nói về sao nhá. Mình cứ quay trở lại tại sao mình bảo cái phần sao nó quan trọng. À cái vàng, cái gót ấy. Tại không có vàng các bạn sẽ không nâng cấp được cái VIP này. Đây, không nâng cấp được cái VIP này. Ví dụ mua một số cái xe mà không có VIP thì không mua được. Mà cái VIP này nó liên quan đến cả việc thuê tài xế nữa. Đó, muốn thuê được tài xế chúng ta phải nâng được cái VIP. Đó, ví dụ như mình đang ở VIP 22 này. Đấy, mình đang có là 37 đồng, mình có thể nâng cái VIP 23 rồi. Cái VIP này mình nói về sau đấy. Nên là cái VIP này chúng ta mới mua được xe, thuê được tài xế, đó, quan trọng lắm. Và cũng để mở thì nhỉ, mở office nữa. Office thì cái tựa này chúng ta nâng office, office là office có level 5 thôi. Level 5 là đỗ được 4 xe rồi đấy. Ở đây thì cái của mình đã mở tận 2 office rồi cơ. Đó. Của mình đã có 2 office rồi. Mình mở thêm một cái ở Brazil nữa. Đó. Cái ở Hà Nội. Thì việc mở office này có tác dụng là gì? Nếu mà các bạn không nâng được VIP cao thì tốt nhất các bạn mở thêm office. Đây, ví dụ mình sang cái office này này. Mở office làm gì để chúng ta thuê được nhiều xe hơn, mua được nhiều xe hơn. Đây, cái dàn xe của bên đây là cái công ty kính chính của mình này, dàn xe xịn thôi. Đây, một đống xe về rồi này. Đây, cái rạng bãi này đỗ được tận 44 xe cơ. Thì mình có dàn xe này mình chạy kiếm tiền nó sẽ hơn. Đó. Đây mở sang công ty kia nhá. Đây công ty Brazil này. Mình mở thêm công ty nữa để mình mua thêm xe. Tại vì không được VIP, VIP thì phải kiếm gót. Gót thì thứ nhất là mình phải tự chạy mỗi lần chuyến mình sẽ được khoảng 4 gót. Đó. Hoặc là mình chạy các cung dài, hoặc là nó khi nó ra lần nó sẽ không thưởng tiền mà nó sẽ thưởng bằng gót. Đó. Gold đấy, gold là vàng đấy. Đấy. Thì mình cũng mới có thể nâng được đây này. Xe thì mua toàn cái công ty thứ hai thì mua toàn xe đều thôi. Nó cũng có như mình cái office này mình nâng lên level 3 rồi. Đây. Nhưng mà có cái đặc điểm là ở office 2 thì mình vẫn có thể lấy được cái xe của chủ đó mình lái được nhá. Đó. Nên cái công ty thứ hai là các bạn chỉ để xe đều thôi. Mình đang cố gắng là mình lên VIP 31 để ta mở được cái America Truck, tức là các cái xe đầu kéo của Mỹ, Mark IV, các kiểu ấy, Lonely Star ấy. Nhưng mà cái này không được. Rồi, đây là mình thử cho anh em xem là cái cung này mình vẫn có thể lái được xe của mình. Đó. Thấy nhá, mình đang chọn công ty thứ hai không? Mình lấy một cung nào gần đi. Cung nào khoảng 100m thôi, xa quá đi mệt lắm, oải lắm. Đây cung 126 này, đây cung này.
Đấy. Cùng 126 này. Thấp cũng đi. Đó. Xong rồi cái cung rẻ này mà chúng nó tranh nhau vậy. Cung này cũng tranh nhau. Rồi. 15 thằng đấu giá đi cung 126. Rồi ôi. Tranh nhau. Chắc chắn là mình nghe chưa? Đây, cung này là mình dù các bạn ở công ty nào, các bạn vẫn có một cái xe mà mình cái xe mình chọn ở cái phần gara ấy, ở phần đầu ấy, thì xe đấy mình lái được công ty nào cũng được. Mở nhiều công ty chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó, mà mình cứ giải điều, cứ vào điều động tài xế cho nó chạy thôi, chả phải làm gì cả. Đây, đây cái này là có gương rồi này. Đó, chính cái con lúc ấy mình mà con này là con gì nhỉ? Con này là con DFA 2010. Con này như là 113k thôi. Con này cũng là xe rẻ. Tôi tiện quay review luôn con này. Chưa lái thì con này chuyến nào luôn. Mua về chưa lái bao giờ. Đấy. Kia cái mọc đâu này cơ. Đây mọc đây. Mọc ở bên hông này cơ. Mọc này dài thế. Đấy như kiểu chuồng ngựa hay chuồng gì ấy. Đây là cái mọc này. À không phải. Cái sau cái mọc này còn là cái mọc ngắn. Đây. Cái mọc này. Thằng này nó không có gương bên này thành ra nó không mình lái không thể vuốt gương mà vừa vuốt vừa lái được. Thôi, thôi. Nhìn thấy cái rồi. Phải cái này không nhỉ? Kia sao? Không phải mọc đấy. Nhầm rồi, cái mọc ở bên đây cơ. Đây, mọc đây cơ. Đây, anh em không lười mà không muốn mở cái đổi cam thì mình lái kiểu này nhá, đấy. Sao cho hai cạnh nó vuông vuông với nhau là đính được. Hai cạnh nó vuông với nhau là đính vào được. Sẽ cố gắng thử không cần đổi cam nhá, cắn bằng gương luôn. Như ra không được thẳng xe lắm. Cố gắng thử vào cái mọc này. Đấy, đính được rồi. Đấy, cắn gương rồi nhá, không cần chỉnh cam. Không biết kinh ý. Rồi, hôm nay thì cũng gần thôi, 126 mình đi thử. Chia sẻ luôn về con DFA này. Đây, cổng đi rồi. Bật cruise control lên rồi. Vẫn đâm thì sao? Cái mất nếu mà đi cruise control mình phanh tay chứ không được phanh chân. Cùng này 126 cây. Đi con DFA này, Đông Phong. DFA, à DFA giống kiểu xe ngày xưa, xe của Đức hay sao? Gà. Con này cua không ăn lắm. Mình vẫn thích đi con gì nhỉ? Iveco. Con DFA này tầm tốc cũng chậm lắm. Mãi mới lên 85 này, 86 này. Xem con này mắc được bao nhiêu nhá. 90, con này mắc 100 này. Phanh luôn. Để tránh mất lái nó dùng phanh tay nhé.
xì ở giữa luôn. Thuê tài xế chúng ta phải nâng vip nha. Cách nâng vip thì chỉ có chạy nhiều thôi. Mỗi lần chạy cùng này tí về mình có được 4 gót. Có khoảng là như là khoảng cứ 15-20 gót là cứ nâng theo cấp. Ví dụ cấp 22 chúng ta sẽ cần phải 26 gót. Cấp 21 thì là 25 gót. Cứ thế mà cộng dần lên. Nói chung càng ngày sẽ càng tốn nhiều gót hơn. Nó chạy bây giờ mỗi bên công ty là có 15 xe, mỗi chuyến nó chạy được khoảng 7-8 nghìn, 10 nghìn, là mỗi lần vào mình thu tiền cũng được 30 ngàn, 30 ngàn dư sức mua các loại xe luôn. Cái quan trọng bây giờ không phải là vấn đề tiền mà là kiếm cái gì nhỉ, cái gót này thôi này, để nâng cấp vip ấy, nâng vip thì chúng ta mới sang mở mát kiểu được. Mục tiêu là mình sẽ mua thêm dàn xe của Mỹ nữa để dàn của châu Âu. Châu Âu thì nói chung chỉ có mấy cái dòng thôi. Man biết là Iveco với cả dòng của Mẹt. Thằng đấy của Mẹt nhiều rồi. Để chắc là video sau mình sẽ review con Mẹt đắt tiền nhất. Con Mẹt là bản 2021 thì phải. Và con đấy VIP 22, VIP 22 là mình mua được rồi. Đủ sức rồi. Để video sau. Video này thì mình chia sẻ về cái mở gương cho một số bác không biết. Như là anh em iOS là vẫn chưa chơi được tựa này đâu, chỉ có Android thôi. iOS thì nó cũng chưa có ở trên iStore thì vậy. Chỗ này phanh nhá, không là xe sẽ đâm vào vỉa lắm. Xe nó tự trả lái luôn mà. Chỉ có phanh mà đừng sợ mất trớn mà phanh còn hơn là xe nó văng nó hỏng ấy. Rồi cung này thì thực ra mình chơi nhiều thì mình thấy cái cung này nó cũng sẽ có na ná nha. Cung này là chúng ta sẽ đi qua một cái BOT thì phải. Đoạn này sau đoạn này nó mấy đoạn ngoằn ngoèo nữa. Thực ra nhiều map nhưng thực ra nó cũng chỉ có mấy map thôi. Đã đi qua cỏ núi này, Hầm Hải Vân này này. Dòng xe thẳng vào kiếm được 6 ngàn. 6 ngàn với cả 4 gót nữa. Nếu muốn nâng cái gì nhỉ, nâng VIP thì ra phải chạy nhiều phết đấy, chạy 4-5 chuyến gì đấy. Thì 4-5 chuyến mới được, có 5 chuyến đã được 24 gót rồi. Cho mấy thằng tài của mình thuê nó cũng lái, nó cũng sẽ được gót nữa. Con này thì chính ra cũng đi cũng được ấy, nhanh phết đấy. Con này chính ra phanh cũng được ấy chứ. Đấy, vừa thì nó rung nó báo tài xế về. Tại về thì lại thu tiền thôi. À thực ra tiền mình cũng chẳng phải thu, nó tự động nó trả. Và thêm một điều nữa là phí mà trả cho nhân viên cũng khá nhiều đấy. Cái phí của công ty mình trả là mất đến 53k cash tiền, 53.000 tiền ấy, trả lương ấy. Như là
là hết một ngày nó sẽ trừ 53.000. Cố gắng phải chạy nhiều để có kiếm tiền trả lương nhân viên. Xong rồi, đến đây là đánh vào đây là chúng ta được tiền rồi, không phải làm gì cả. Tốt nhất các bạn đừng có tham vào cái phần full này nhá. Full này lái lâu lắm, lùi khó lắm. Đây mình được 4 gót này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Ok, xin chào lại trong các tập tiếp theo về Chuck Simulator Ultimate 2021 nhé.